Bước vào trạm văn thực chiến hôm nay, chúng ta sẽ chinh phục chủ đề nghị luận văn học, một phần mà nhiều học sinh e ngại. Phần nghị luận văn học có khối lượng tác phẩm đồ sộ, nhưng mỗi tác phẩm lại ẩn chứa nhiều vấn đề đòi hỏi sự quan tâm. Tuy nhiên, trong các chuyên đề trước, chúng ta đã nắm bắt được những mẹo học văn và viết văn hiệu quả, từ cách viết mở bài đến kết bài, cách đưa lý luận vào bài viết. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thực chiến với một đề bài hấp dẫn, phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Nhân vật Mị là một người phụ nữ dân tộc thiểu số với cuộc đời đầy bi kịch nhưng cũng chứa đựng sức sống mãnh liệt. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá những khía cạnh đa dạng trong nhân vật này. Đại học Bình Dương, Biệt Siêu đang nỗ lực mở rộng hợp tác với các trường đại học quốc tế, viện nghiên cứu và tập đoàn doanh nghiệp trên toàn cầu, mục đích là tạo nên một nền tảng vững chắc cho sinh viên hội nhập với thế giới vào năm 2024. Trong hệ thống đào tạo chính quy, Biệt Siêu cung cấp 29 chương trình đào tạo đại học, nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh để linh hoạt lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất. Ngoài ra, Biệt Siêu còn triển khai nhiều chính sách học bổng để hỗ trợ sinh viên, trong đó có 20 suất học bổng chủ tịch Biệt Siêu, 100 suất học bổng tiếp bước hành trình quỹ tài năng trẻ, học bổng 50% học phí toàn khóa cho học sinh xuất sắc trong các hoạt động văn hóa thể thao nghệ thuật, học bổng đồng hành xây dựng nhân lực chất lượng cao cho thành phố Thủ Đức TP, Hồ Chí Minh và học bổng doanh nghiệp tài trợ 20% học phí toàn khóa cho học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Để hỗ trợ sinh viên toàn diện, Biệt Siêu còn hợp tác với Tổ chức Tâm hồn Việt Nam để tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận nguồn giáo dục quốc tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích đoạn trích về nhân vật Mị trong đêm mùa đông cắt dây cởi trói cứu A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, qua đó nắm vững kỹ năng giải đề và kiến thức văn học cần thiết. Đề thi thường sẽ cung cấp một đoạn văn và yêu cầu học sinh phân tích đoạn văn đó, cũng như nhận xét hoặc bình luận về một vấn đề được gợi ra từ đoạn văn. Đoạn văn được sử dụng trong bài hôm nay sẽ là một đoạn quen thuộc, có thể đã được luyện tập trong lớp. Đầu tiên, hãy cùng phân tích kỹ năng giải đề. Để trả lời câu hỏi phân tích đoạn văn, học sinh cần nắm vững các bước sau: sao đọc kỹ đoạn trích và hiểu nội dung, sao xác định những đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích, thủ pháp, biện pháp nghệ thuật, sao phân tích giá trị nội dung của đoạn trích, thể hiện tư tưởng, tình cảm, chủ đề, sao liên hệ với toàn bộ tác phẩm để làm rõ giá trị đoạn trích. Tiếp theo, đối với câu hỏi nhận xét hoặc bình luận, học sinh cần chú ý: sao nêu ra nhận xét hoặc bình luận ngắn gọn về vấn đề được gợi ra từ đoạn văn, sao trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng và thuyết phục, sao dẫn chứng cụ thể để hỗ trợ quan điểm. Cuối cùng, hãy cùng nhau thực hành phân tích đoạn trích về Mị trong đêm mùa đông. Chúng ta sẽ cùng khám phá những đặc điểm nghệ thuật, giá trị nội dung và ý nghĩa sâu sắc của đoạn trích này. Trong đêm tối u buồn, Mị chứng kiến cảnh tượng đau thương khi A Sử bắt trói một người đàn bà khác đến chết. Nỗi đau và sự tuyệt vọng trào dâng trong lòng Mị, khiến nàng nhớ lại quá khứ của mình. Khi còn trẻ, Mị cũng từng bị A Sử bắt trói, đứng im trong đau đớn và nước mắt chảy dài. Cảnh tượng trước mắt khiến nỗi đau năm xưa của Mị bùng lên dữ dội. Nàng nhận ra sự độc ác vô cùng của những kẻ đã đẩy mình vào bước đường cùng. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Mị, ngọn lửa sống vẫn âm ỉ cháy. Nàng phảng phất nghĩ đến một ngày nào đó, A Phủ sẽ bỏ trốn và giải thoát cho nàng khỏi kiếp sống đau khổ này. Ngọn lửa hy vọng le lói ấy chính là động lực giúp Mị chống chọi với số phận khắc nghiệt, không khuất phục trước sự tàn bạo của kẻ khác. Sự bừng tỉnh từ tuyệt vọng. Trước tình cảnh hiểm nghèo, Mị chỉ còn biết thốt lên lời cầu cứu yếu ớt. Nhưng khi A Phủ ngã quỵ, đối diện với cái chết cận kề, bản năng sinh tồn trỗi dậy trong Mị. Cô vùng chạy trong bóng tối mịt mù, theo sau A Phủ. Hành động này không chỉ là sự đuổi theo về mặt thể xác, mà còn là sự phá tan xiềng xích tinh thần, bùng cháy lên ngọn lửa khát khao tự do. Sự giúp đỡ đầy bất ngờ. Khi Mị chạy theo A Phủ, lời van xin của cô đã đánh thức dũng khí của người đàn bà chê chồng. Dù trước đó từng ghẻ lạnh, nhưng trước nguy nan, người đàn bà ấy đã bất chấp hiểm nguy, cứu sống cả A Phủ và Mị. Hành động này cho thấy rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, tình người vẫn luôn tồn tại và có thể nảy nở bất ngờ. Tư tưởng nhân đạo cao cả. Qua đoạn trích, Tô Hoài đã khắc họa chân thực bi kịch của những người dân nghèo miền núi dưới ách thống trị tàn bạo. Nhưng xuyên suốt tác phẩm, nhà văn luôn gửi gắm niềm tin vào tình người bất diệt, vào sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân hậu. Tình thương yêu, đùm bọc của người đàn bà chê chồng đối với A Phủ và Mị chính là hiện thân cho tư tưởng nhân đạo cao cả của Tô Hoài, lan tỏa thông điệp hy vọng vào lòng độc giả. Cách triển khai và kết luận bài nghị luận văn học. Triển khai vấn đề. Khi triển khai vấn đề nghị luận, cần xác định rõ đối tượng và phạm vi nghị luận. Sau đó, các bạn cần giới thiệu vấn đề một cách ngắn gọn, xúc tích, nêu rõ luận điểm chính của bài viết. Tiếp theo, cần đưa ra các luận cứ, dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu để chứng minh và làm sáng tỏ luận điểm chính. Các luận cứ này có thể là các dẫn chứng từ tác phẩm văn học, các kiến thức xã hội, hoặc các kinh nghiệm thực tế liên quan. Cần trình bày các luận cứ theo một trình tự hợp lý, chặt chẽ và có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Kết luận. Phần kết luận đóng vai trò tổng kết lại bài nghị luận. Các bạn cần khẳng định lại luận điểm chính của bài viết, đồng thời nêu bật ý nghĩa, giá trị của vấn đề nghị luận. Ngoài ra,
có thể đưa ra những suy nghĩ, cảm nhận hoặc bài học rút ra từ vấn đề nghị luận, giúp người đọc hiểu sâu hơn về vấn đề và có góc nhìn đa chiều hơn. Lưu ý, khi triển khai và kết luận bài nghị luận văn học, các bạn cần đảm bảo tính chặt chẽ, logic, tránh lập luận lan man, xa rời đề bài, đồng thời, cần sử dụng ngôn từ chính xác, trong sáng, mạch lạc để bài viết có sức thuyết phục và dễ hiểu. Nhắc đến đề tài miền núi, không thể bỏ qua nhà văn Tô Hoài. Ông có mối duyên nợ sâu nặng với Tây Bắc, đặc biệt là sau chuyến đón Tết cùng đồng bào người Hơ Mông. Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ, hình ảnh vợ chồng A Phủ tiễn nhà văn khỏi dốc núi làng Tà Xùa vẫn còn đọng lại trong lòng độc giả, vẫy tay gọi theo chéo lù, trong tiếng Hơ Mông nghĩa là hẹn gặp lại. Chính sự cảm động và lòng biết ơn ấy đã thôi thúc Tô Hoài viết nên tác phẩm nổi tiếng như một món quà gửi tặng người dân Tây Bắc. Không chỉ vậy, tác phẩm còn phản ánh sâu sắc cuộc sống, tập quán và văn hóa của người dân vùng cao. Những trang sách của Vợ chồng A Phủ như một bức tranh chân thực về mảnh đất Tây Bắc, để lại ấn tượng khó phai trong lòng người đọc, đồng thời giúp chúng ta hiểu hơn về vùng đất giàu bản sắc văn hóa này. Khi phân tích tác phẩm văn học, người đọc không nên quên giới thiệu về tác giả. Đối với Tô Hoài, một trong những cây bút chuyên viết truyện ngắn hàng đầu của nền văn học Việt Nam hiện đại, việc giới thiệu này càng thêm quan trọng. Tô Hoài được mệnh danh là bậc thầy của đề tài miền núi Tây Bắc. Ông gắn bó sâu sắc với mảnh đất này và dành nhiều tác phẩm để tái hiện cuộc sống của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, Tô Hoài còn được biết đến với tài ký họa chân dung đời thường đặc sắc. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Trong bài viết của mình, Nguyễn Đăng Điệp đã nhận định Tô Hoài là nhà văn của người thường, của chuyện thường và của đời thường. Đây là một đánh giá chính xác về phong cách và đề tài sáng tác của Tô Hoài. Ông tập trung khắc họa cuộc sống bình dị, chân thực của những con người bình thường. Ngòi bút của ông giản dị, gần gũi nhưng không kém phần sâu sắc, hàm chứa nhiều giá trị nhân văn. Việc ghi nhớ năm sinh, năm mất hay quê quán của tác giả không phải là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, việc giới thiệu về tác giả, đặc biệt là những trường hợp như Tô Hoài, sẽ giúp người đọc hiểu sâu hơn về tác phẩm và trân trọng hơn giá trị của nó. Nếu muốn hiểu rõ về tác phẩm Vợ chồng A Phủ, điều đầu tiên cần lưu ý là hoàn cảnh sáng tác. Nhà văn Tô Hoài đã trực tiếp trải nghiệm cuộc sống của đồng bào Tây Bắc trong suốt 8 tháng 5 năm 1952, thời điểm ông tham gia chiến dịch Tây Bắc cùng lực lượng bộ đội. Chính những tháng ngày gắn bó đó đã để lại trong ông nhiều cảm xúc, thôi thúc ông viết nên tác phẩm này. Vợ chồng A Phủ được in trong tập truyện Tây Bắc, xuất bản năm 1954-1955 và vinh dự nhận giải nhất của Hội Văn nghệ Việt Nam. Tác phẩm khắc họa bức tranh sinh động về cuộc sống của đồng bào dân tộc miền núi Tây Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, với những mối quan hệ phức tạp trong gia đình, cộng đồng và cuộc đấu tranh để giành tự do, độc lập. Nhân vật chính, A Phủ, là đại diện cho những con người chịu nhiều bất công, khổ cực. Qua hành trình của A Phủ, tác giả Tô Hoài phản ánh nỗi đau thương, mất mát của đồng bào Tây Bắc dưới chế độ thực dân phong kiến, đồng thời cũng ngợi ca tinh thần bất khuất, sức sống mãnh liệt của họ. Nhắc đến Tây Bắc hoang sơ hùng vĩ, người ta không thể quên hình ảnh những cô gái Mông xinh đẹp, dịu dàng, họ tựa đóa hoa ban tinh khôi, nõn nà giữa đại ngàn. Mị, nhân vật chính trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, là một cô gái như thế. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Mị đẹp tựa đóa hoa ban với đôi mắt đen láy, khuôn mặt trái xoan thanh tú. Tuy nhiên, cuộc đời Mị lại phủ một màu u ám, éo le. Bị bắt về làm dâu gạt nợ cho nhà thống lý Pá Cha, Mị chịu trăm ngàn khổ cực. Cô phải lao động quần quật, bị bóc lột sức lực, thậm chí chịu cả bạo hành thể xác. Dù trải qua những bất hạnh, vẻ đẹp tâm hồn Mị vẫn tỏa sáng. Cô là một cô gái Mông hiếu thảo, thùy mị, nết na, yêu đời. Sâu thẳm trong đôi mắt đen láy ấy luôn ẩn chứa sự khao khát tự do, khát khao hạnh phúc. Câu chuyện của Mị không chỉ khắc họa số phận bi thương của người phụ nữ vùng cao mà còn ca ngợi vẻ đẹp, sức mạnh tiềm tàng của họ. Mị là hiện thân cho sự bất quy, đức hy sinh và khát vọng tự do của người con gái Tây Bắc. Trường Quốc tế Á Châu là một ngôi trường tiên phong trong giáo dục, mang đến cho học sinh nền tảng kiến thức hiện đại và toàn diện. Chương trình học tại trường cân bằng giữa các môn học thuật, nghệ thuật và thể thao, nhằm bồi đắp trí tuệ, sự sáng tạo và thể chất của học sinh. Mục tiêu giáo dục của trường không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn là khơi gợi nguồn cảm hứng, khuyến khích sự độc lập, giúp học sinh phát triển nhân cách toàn diện. Ngoài giờ học, học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, nơi các em trải nghiệm, thử thách bản thân và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Trường Quốc tế Á Châu không chỉ là một ngôi trường đơn thuần, mà còn là nền tảng vững chắc giúp học sinh xây dựng tương lai tươi sáng, chuẩn bị cho hành trình chinh phục ước mơ và thành công trong cuộc sống. Để sở hữu một bài viết xuất sắc, bạn cần phải có luận điểm rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều bài viết hiện nay thường thiếu luận điểm mạch lạc, dẫn đến tình trạng không chia ý, tách đoạn, khiến bài viết trở nên khó hiểu và mất điểm. Trong quá trình viết, bạn nên khéo léo lồng ghép các lý thuyết văn học, trích dẫn lời nhận xét của các nhà phê bình về tác phẩm, nhân vật hay đoạn văn để nâng cao giá trị bài viết. Trong bài phân tích diễn biến tâm lý và hành động của nhân vật Mị trong đêm mùa đông cắt dây cởi trói cứu A Phủ, bạn cần xác định rõ luận điểm của mình và thể hiện nó xuyên suốt bài viết. Luận điểm này sẽ là cơ sở để bạn phân tích diễn biến tâm lý, hành động của nhân vật, làm sáng tỏ chủ đề của tác phẩm.
Trong đoạn văn này, tác giả tập trung khai thác sự đồng cảm của nhân vật Mị đối với A Phủ. Sự đồng cảm ấy được thể hiện qua quá trình từ thương người đến thương mình. Đầu tiên, Mị nhận ra sự vô lý trong cái chết của A Phủ, đau đớn và bất bình trước sự tàn bạo của nhà thống lý. Nhận thức ấy đánh thức nỗi đồng cảm trong Mị. Cô thương A Phủ, thương cho số phận bất hạnh của anh. Tiếp đó, từ sự đồng cảm với A Phủ, Mị bắt đầu thương chính mình. Bởi lẽ, cô cũng là nạn nhân của chế độ áp bức, bị tước đoạt quyền sống và hạnh phúc. Qua hình ảnh A Phủ, Mị nhìn thấy chính mình, thấy được nỗi đau tủi nhục của thân phận người dân bị áp bức. Chính sự đồng cảm ấy đã hun đúc trong Mị ngọn lửa đấu tranh, thôi thúc cô thoát khỏi cảnh tù túng, giành lại cuộc sống tự do. Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, hành trình tự giải phóng của cô Mị được thể hiện qua ba bước ngoặt trọng đại. Đầu tiên, cô dũng cảm cắt đứt sợi dây trói vô hình của cường quyền và thần quyền, tượng trưng cho sự phá vỡ những ràng buộc xã hội khiến cô phải chịu cảnh tủi nhục và bất công. Tiếp theo, cô quyết liệt bỏ trốn cùng A Phủ. Hành động này không chỉ là sự trốn chạy khỏi đọa đày mà còn là hành trình tìm kiếm tự do và hạnh phúc. Trên chặng đường gian nan đó, cô phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng cô vẫn kiên trì vượt qua bằng sự can đảm và tình yêu. Cuối cùng, hành trình của cô Mị đạt đến đỉnh cao khi cô chiến đấu bên cạnh A Phủ chống lại bọn thống trị. Qua đó, cô không chỉ giải phóng bản thân mà còn góp phần làm thức tỉnh những người nông dân cùng khổ khác. Hành trình tự giải phóng của cô Mị không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh đấu tranh và tinh thần bất khuất của người phụ nữ trong xã hội cũ. Đoạn trích gây ấn tượng mạnh mẽ với nghệ thuật kể chuyện độc đáo và hấp dẫn. Tác giả khéo léo tạo ra một tình huống cao trào, diễn biến tâm lý nhân vật được miêu tả tinh tế và sắc sảo, lối kể chuyện sinh động, dẫn dắt người đọc vào câu chuyện một cách tự nhiên, sự kịch tính được đẩy lên cao trào, tạo nên sự hồi hộp và hấp dẫn cho đoạn văn. Trước đó, tác giả đã khéo léo lồng ghép những đoạn văn giàu chất thơ, lấy cảm hứng từ phong cảnh vùng cao Tây Bắc. Đặc biệt, Tô Hoài đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh và ẩn dụ, tạo nên những nét vẽ sống động và thấm đượm chất thơ. Đây là yếu tố góp phần tạo nên nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích, mang đến cho người đọc trải nghiệm văn học đầy ấn tượng. Vợ chồng A Phủ, Mị. Linh hồn của tác phẩm. Nhân vật Mị là linh hồn của tác phẩm. Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là hơi thở của tác phẩm. Nhà văn đã thành công khi xây dựng nên một nhân vật Mị có diễn biến tâm lý và hành động sắc nét trong đêm mùa đông cởi trói. Thông qua hành động cởi trói cứu A Phủ, Tô Hoài đã khẳng định được sức sống tiềm tàng mãnh liệt và khát vọng tự do của người dân lao động Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn chủ nô phong kiến. Trong bài viết này, người viết sẽ phân tích diễn biến tâm lý và hành động của nhân vật Mị trong đêm mùa đông cởi trói, đồng thời bình luận ngắn gọn về giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Tô Hoài, mang đậm dấu ấn phong cách và bút pháp của nhà văn. Tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc, góp phần tạo nên tên tuổi của Tô Hoài trên văn đàn Việt Nam. Giá trị nhân đạo nổi bật trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Giá trị nhân đạo là yếu tố xuyên suốt trong tác phẩm văn học, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của nhà văn với những số phận đau khổ và ca ngợi vẻ đẹp tiềm ẩn của con người. Trong tác phẩm kinh điển Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, giá trị nhân đạo được thể hiện rõ nét qua bốn biểu hiện chính. Đầu tiên, nhà văn Tô Hoài bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với nỗi đau của những người lao động nghèo khổ trên miền núi. Họ phải chịu đựng cảnh tước đoạt quyền sống, bị lăng nhục và đày đọa. Nhà văn đã khắc họa nỗi đau này một cách chân thực và xúc động, khiến người đọc không khỏi xót thương cho số phận của những con người bất hạnh. Thứ hai, nhà văn trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của những nhân vật. Dù phải sống trong hoàn cảnh tăm tối và bị áp bức, họ vẫn giữ được phẩm chất cao quý, lòng tự trọng và khát vọng tự do. Nhà văn Tô Hoài ca ngợi vẻ đẹp này, khẳng định rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con người vẫn có thể tỏa sáng bằng sức mạnh tinh thần của mình. Thứ ba, nhà văn tin tưởng vào khả năng vươn dậy và hướng tới tương lai của những nhân vật. Bằng cách mở ra con đường để họ thoát khỏi cảnh áp bức, nhà văn bày tỏ niềm tin vào ý chí và sức mạnh tiềm ẩn của con người. Ông tin rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, mỗi người đều có quyền mơ ước và nỗ lực để đạt được một tương lai tốt đẹp hơn. Cuối cùng, nhà văn lên án mạnh mẽ các thế lực đã chà đạp lên quyền sống, hạnh phúc, ước mơ và phẩm giá của con người. Qua tác phẩm của mình, Tô Hoài không chỉ lên tiếng bảo vệ những người lao động nghèo khổ mà còn vạch trần bộ mặt tàn bạo của xã hội cũ. Chính giá trị nhân đạo sâu sắc này đã khiến Vợ chồng A Phủ trở thành một tác phẩm văn học bất hủ, mãi mãi sống trong lòng người đọc. Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Mị và A Phủ đã được khắc họa một cách sinh động, để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Cả Mị và A Phủ đều mang trong mình khát vọng cháy bỏng được sống một cuộc sống tự do, thoát khỏi ách thống trị và bóc lột tàn khốc của giai cấp thống trị. Dù bị đọa đày vào cảnh nô lệ tủi nhục, họ vẫn luôn nung nấu trong mình ngọn lửa đấu tranh cho quyền sống, quyền tự do. Bên cạnh đó, Mị và A Phủ còn là những con người giàu lòng nhân ái và yêu đời. Họ luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu thương giữa họ như một tia sáng hiếm hoi trong cuộc sống tăm tối, giúp họ vượt qua những nỗi đau và bất công. Ngoài vẻ đẹp về lòng khát khao tự do và tình yêu thương,
tác giả Tô Hoài còn thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc thông qua tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Nhà văn chỉ ra con đường giải phóng thực sự cho những người dân lao động, đó là từ đấu tranh tự phát đến đấu tranh có tổ chức. Theo ánh sáng của cách mạng được coi như ngọn đuốc soi sáng, dẫn đường cho những con người bị áp bức đến với cuộc sống tự do, hạnh phúc. Qua tác phẩm, Tô Hoài đã lên án mạnh mẽ chế độ phong kiến miền núi tàn ác, đồng thời thể hiện niềm tin vào sức mạnh của con người trong cuộc đấu tranh giành lại quyền sống. Trong bài thi văn, để gây ấn tượng với giáo viên chấm bài, học sinh cần chú ý mở rộng liên hệ ngoài tác phẩm để tạo điểm sáng tạo. Tuy nhiên, cần đảm bảo không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp và dùng câu chuẩn xác. Mỗi lỗi sai có thể bị trừ 0,25 điểm. Để đạt điểm cao, học sinh cần nắm vững cách thức xử lý đề văn xuôi chuyện ngắn, tránh mắc lỗi thường gặp khi viết bài thi nâng cao. Thay vào đó, hãy phát huy tinh thần chiến binh và viết bài với sự thăng hoa để đạt được kết quả tốt nhất. Trải nghiệm luyện đề nghị luận văn học, phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. Bài viết hướng dẫn phân tích nhân vật Mị, làm nổi bật cuộc đời bi thương và sức sống mãnh liệt của cô. Nội dung cung cấp các mẹo viết mở bài và kết bài, đưa lý luận vào bài viết hiệu quả. Đại học Bình Dương mở rộng hợp tác quốc tế, cung cấp nhiều chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh linh hoạt và chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên.